Chào mừng bạn đến với MyDio, tóm tắt nội dung sách, chuyện hay, kênh chia sẻ những kiến thức bổ ích, những bài học thực tế từ các cuốn sách hay. Sau đây là phiên bản tóm tắt của cuốn sách Kẻ gây ảnh hưởng, tác giả Lee Wiseman. Ở môi trường làm việc ngày nay, điều quan trọng nhất là mọi người phải đóng góp hết sức mình. Nhưng một người làm việc tốt nhất sẽ trông như thế nào? Lee Wiseman, tác giả của cuốn sách Impact Praise, Kẻ gây ảnh hưởng, tìm hiểu sâu hơn những gì mọi người có thể làm để đảm bảo rằng họ đang có để lại dấu ấn trong công việc của mình và giúp cuộc sống của mọi người xung quanh trở nên dễ dàng hơn. 1. Trò chơi tinh thần. Điều gì thực sự khiến những người có khả năng gây ảnh hưởng trở nên quan trọng? Đó sẽ là trò chơi tinh thần của họ. Hãy xem, hầu hết các chuyên gia đều có cái được gọi là tư duy đóng góp. Những người tập trung vào việc khen thưởng sự đóng góp nhiều hơn việc khích lệ sự cạnh tranh. Không giống như người gây ảnh hưởng, những người có tư duy đóng góp không được gọi làm nhiệm vụ khi mọi thứ trở nên khó khăn. Bởi vì họ bình thường có thể tận tâm với nhiệm vụ của mình, thì ngay khi có vấn đề anh ta sẽ bị chệch hướng, mất tập trung vào mục tiêu. Trong khi đó, những người thường được gọi là kẻ gây ảnh hưởng lại coi một thách thức là một cơ hội để được đón nhận. Vì vậy, nếu bạn muốn nhân rộng tầm ảnh hưởng của mình, bạn phải nắm bắt được tư duy này. Giống như Monica Patman, cô ấy mơ ước được làm cho mọi người cười bằng cách trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Đó là cách cô ấy có được một vai diễn trong một chương trình truyền hình nhỏ. Ngay tại phim trường, cô đã gặp nữ diễn viên hạng A Kristen Bell. Người nói rằng cô có một cô con gái nhỏ. Patman ngay lập tức chấp lấy cơ hội để cung cấp dịch vụ trông trẻ của cô ấy như một hợp đồng biểu diễn phụ. Chính những người như vậy mà Lee Wiseman gọi là người ảnh hưởng, và họ là tài sản quý giá đối với bất kỳ đội hoặc tổ chức nào. Những người không chỉ làm công việc họ có, họ còn làm công việc cần thiết. Họ xác định nơi họ có thể giúp đỡ và họ bước lên để thực hiện thử thách. Họ nâng cao tiêu chuẩn, khuyến khích một nền văn hóa phát triển và sáng tạo. 2. Mở rộng sự tập trung của bạn để tìm win. Điều tương tự cũng áp dụng trong các tổ chức. Những nhân viên giỏi nhất không giới hạn sự tập trung vào các nhiệm vụ của riêng họ. Họ cũng quan sát những gì đang xảy ra xung quanh mình để kiểm tra xem có công việc nào khác cần thực hiện không. Khi họ xác định được nơi họ có thể giúp đỡ, họ sẽ nhảy vào cuộc. Một cách nhanh chóng để điều chỉnh những ưu tiên này là xác định GUIN, viết tắt của What's Important Now, điều gì quan trọng ngay lúc này. Đây là thứ được tổ chức của bạn coi trọng và cũng quan trọng đối với sếp hoặc bên liên quan trực tiếp của bạn. Hãy suy nghĩ về mô hình kinh doanh của tổ chức bạn và so sánh nó với ba ưu tiên hàng đầu của các bên liên quan. Ví dụ, nếu bạn làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận, GUIN có thể liên quan đến việc thu hút nhiều tình nguyện viên hơn, tham gia vào tổ chức của bạn, thu hút thêm tài trợ hoặc đổi mới các cách thức mới để hỗ trợ mục tiêu của bạn hoặc cộng đồng mục tiêu. Sau khi bạn đã thành lập GUIN, hãy tìm những nơi mà khả năng của chính bạn trùng lập để bạn có thể tìm thấy cơ hội đóng góp. Có bất kỳ vấn đề nào mà bạn có thể giải quyết bằng các kỹ năng độc đáo của mình không? Bước này sẽ giúp bạn hình thành chương trình làm việc của mình. Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng sếp hoặc các bên liên quan của bạn biết về chương trình làm việc của bạn. Viết một câu ngắn gọn ghi lại công việc của bạn sẽ giúp họ đạt được những ưu tiên như thế nào trong chương trình làm việc của họ. Ví dụ, bạn có thể nói, tôi biết rằng ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giữ chân khách hàng. Vì vậy tôi đang tạo hồ sơ về các phân khúc khách hàng khác nhau của chúng tôi để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu của họ. Hoặc truyền đạt chương trình làm việc của mình, có thể là cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc email. Hãy đảm bảo bạn sẽ gửi thông điệp rõ ràng rằng bạn hiểu điều gì là quan trọng đối với các bên liên quan của mình mà không cần phải nói. 3. Người chơi tác động luôn chủ động chứ không đợi chờ sự chỉ đạo. Betty Williams là một công dân bình thường của Belfast khi bạo lực chính trị nổ ra ở quê hương của cô vào cuối những năm 1960. Lúc đó cô là một nhân viên văn phòng và là mẹ, muốn làm phần việc của mình để cải thiện tình hình. Vì vậy, vào năm 1976, bà bắt đầu gửi đơn thỉnh cầu tới phụ nữ và mời họ tuần hành để phản đối. Cuối cùng, cô đã tập hợp hàng chục nghìn người và thành lập phong trào phụ nữ vì hòa bình. Phong trào được cho là đã giảm thiểu số lượng bạo lực ở Bắc Ireland trong những năm tiếp theo. Những người chơi có tầm ảnh hưởng như Betty không chờ đợi sự cho phép để ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử. Họ thể hiện sự chủ động và chịu trách nhiệm. Để trở thành Impact Player, đừng chờ đợi để được bổ nhiệm. Hãy đề phòng những tình huống hàng ngày thiếu sự lãnh đạo rõ ràng và tự mình lấp đầy khoảng trống. Bạn thậm chí không phải đợi một vấn đề lớn xảy ra,
lắng nghe những vấn đề xung quanh, những vấn đề tưởng như nhỏ, dai dẳng, mà mọi người đều phàn nàn nhưng không làm gì về nó. Những sự kém hiệu quả vĩnh viễn đó tích tụ thành một sự lãng phí lớn theo thời gian. 4. Người có tầm ảnh hưởng thường yêu cầu phản hồi và điều chỉnh hành vi của họ cho phù hợp. Nghe dàn nhạc này điều chỉnh cho một buổi biểu diễn. Chú ý cách mỗi nghệ sĩ chơi nhạc cụ cẩn thận điều chỉnh cao độ của họ cho đến khi nó khớp với cao độ tham chiếu vào với nhau. Cũng giống như dàn nhạc, các chuyên gia thường cần tham khảo để nhận ra nơi họ có thể bị lệch nhịp độ. Bạn có thể cải thiện nó bằng cách yêu cầu phản hồi và thực hiện các điều chỉnh gia tăng để phản hồi. Người chơi tác động được các nhà lãnh đạo cố vấn bởi vì họ được coi là những người dễ gần gũi. Họ tìm kiếm phản hồi, nhận thêm hướng dẫn và kết quả là đạt được kết quả tốt hơn. Quy trình này được gọi là đóng vòng phản hồi và bạn có thể tận dụng nó để mang lại lợi ích cho riêng mình. Để khởi chạy vòng phản hồi, hãy yêu cầu hướng dẫn. Ví dụ, bạn có thể hỏi người quản lý, sếp hoặc các bên liên quan của mình, tôi có đang đi đúng hướng không? Tôi đang đi lạc đường ở đâu? Tôi nên tiếp tục làm gì? Và tôi nên buông bỏ điều gì? Theo phản hồi bạn nhận được, bạn có thể điều chỉnh hiệu suất của mình. Trong quá trình này, hãy kiểm tra lại với người cố vấn của bạn để cho họ biết rằng bạn đang đánh giá cao sự hướng dẫn của họ. 5. Người có tầm ảnh hưởng làm cho khối lượng công việc nhẹ nhàng hơn bằng cách giữ mọi thứ đơn giản. Chà, sự thật là ngay cả khi bạn không nhận ra, bạn có thể đang làm tăng thêm khối lượng công việc của cấp trên theo những cách đáng kể. Để biết vị trí của bạn, hãy tự hỏi xem bạn có thường xuyên tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc hướng dẫn từ sếp khi mọi việc trở nên khó khăn hay không, hoặc chuyển giao công việc cho đồng nghiệp khi bạn bị tụt lại phía sau hoặc bị choáng ngợp. Mặc dù những người đóng góp bình thường có thể làm tăng khối lượng công việc của tất cả mọi người, nhưng người có tầm ảnh hưởng thực sự giảm bớt gánh nặng cho những người khác. Ngay cả trong những trường hợp bạn không thể giảm nhẹ khối lượng công việc, bạn có thể cố gắng hết sức để quá trình diễn ra suôn sẻ hơn. Điều này cho thấy, bất cứ khi nào bạn giao tiếp tại nơi làm việc, hãy tóm tắt suy nghĩ của bạn hoặc một cuộc thảo luận lớn hơn thành các gạch đầu dòng rõ ràng. Khi bạn làm cho mình dễ hiểu, bạn cũng đang làm cho mình dễ làm việc. Làm điều này một cách nhất quán và bạn sẽ phát triển danh tiếng là một cầu thủ có hiệu suất cao, tiết kiệm thời gian mà mọi người đều muốn trong đội của họ. Cuốn sách Impact Players, kẻ gây ảnh hưởng, muốn gửi gắm bài học để nhân rộng tác động của bạn đến môi trường. Hãy luôn mở rộng tầm mắt và nhận thấy những vấn đề ngoài công việc mà bạn cần chú ý. Không cần chờ đợi sự chỉ dẫn, hãy xác định nơi bạn có thể giúp đỡ và bước lên để làm điều đó. Bằng cách nắm bắt tư duy lãnh đạo, bản lĩnh và khả năng phục hồi, bạn có thể tạo ra sự khác biệt và truyền cảm hứng cho những người khác tập hợp sau bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe phiên bản tóm tắt sách Kẻ gây ảnh hưởng. Mời các bạn lắng nghe nhiều cuốn sách hay hơn tại mydio.vn hoặc ứng dụng MyDio, thế giới âm thanh của bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo.